Rồi, đã đổ vô đây rồi ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xay tiếp ở cái lọ này. 3 6 9 gram. Nếu như các bạn đang bị huyết áp thấp á, bố mẹ của mình đang bị huyết áp thấp á, thì cũng nên cho dùng sâm rong mật ong và uống sâm rong luôn thì nó điều hòa huyết áp rất là tốt ha. Đó, rồi chúng ta đã có thêm 10 gram nữa. Bây giờ là 12 gram. Cho hũ này 1 lít 2 nha. 3 6 9 12. Mười hai gram cho một lít hai mật ong. Rồi, chúng ta sẽ xay tiếp lọ 1 gram nha. À, còn đây nữa nè. Đó, chúng ta sẽ xay tiếp. Cho vào đây. Cái này là 1 lít 2 và cái này sẽ là nửa lít. Thêm 12 gram sâm rong và 5 gram sâm rong. Xay tiếp nha.